Dài quá ha. Già đó mới dài đó. Cho nó mặn nước.
miếng mật ong. Tí thôi. Xong bỏ thêm miếng đường. Cái này mà ăn cơm với cơm nóng mà chan vô là bát phát. Chào thì lấy cho con chân cho con tôm đen phở. Đây bây giờ lẩu rồi, đã đem lên rồi. Giờ bây giờ tạo cho nó sôi lên. Ôi trời ơi, ăn bữa trước ngon thiệt. Mm-hmm.
rồi, nước sôi rồi, cho bỏ rau vô. Come on.